Xin kính chào quý bạn và các vị. Mấy hôm nay thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi, đó là có nên mua iPhone 6 hay là mua iPhone 5S. Thực tế hiện tại iPhone 5S như là hàng cũ đang có giá bán rất là tốt. Tại hàng di động thông minh bây giờ hàng 99%, gần như mới mà chỉ có khoảng 10 triệu. Vậy thì có nên bỏ thêm khoảng 7-8 triệu đồng mà để lên nâng cấp iPhone 6 hay không? Thì hôm nay mình sẽ so sánh hiệu năng là cái yếu tố mà nhiều người quan tâm nhất, là có sự khác biệt quá rõ ràng giữa hai chiếc máy này chúng ta mua hay không. Cảm ơn cửa hàng di động thông minh đã cho mình mượn bộ đôi iPhone 5S và cái chiếc iPhone 6 để thực hiện cái bài so sánh này. Nếu quan tâm về giá bán của iPhone 5S, iPhone 6, 5C, 6 Plus, các bạn truy cập website di động thông minh.vn. Như thường lệ thì mình cũng sẽ tắt hoàn toàn các ứng dụng chạy nền để đảm bảo không có cái nào chiếm bộ nhớ RAM. Sau đó sẽ tắt máy và khởi động lại. iOS là một nền tảng khá là dị, kể cả là chúng ta mà có chưa tắt đa nhiệm mà đã tắt máy thì khởi động lại nó vẫn chạy nhanh hơn so với thường lệ. Cái đoạn bật máy lên thì mình sẽ tua nhanh qua, tại vì mình rất ghét iPhone ở cái chỗ là nó khởi động rất là lâu, kể cả cái thao tác là tắt máy hay là bật máy lên. Và đây là các bạn sẽ thấy là iPhone 5S không có ứng dụng nào chạy nền hết, và iPhone 6 của mình cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức đi vào cuộc thi. Và phần thi đầu tiên vượt chướng ngại vật để xem cái nào sẽ hoạt động với vi xử lý tốt hơn. Chiếc iPhone 6 ở bên tay trái là sử dụng vi xử lý Apple A8, còn với chiếc 5S là sử dụng vi xử lý Apple A7. Để xem là cái nào ngon hơn nào. Các bạn sẽ thấy là cả hai máy đều chạy khá là đồng đều. Tuy nhiên thì ở một số bài test như là cái ứng dụng Facebook hay trình duyệt Dolphin thì chiếc iPhone 6 đang nhỉnh hơn một tẹo chúng ta, từ đó đang vượt lên phía trước. Đương nhiên rồi, hậu bối thì phải hơn tí chứ lệ, làm sao mà ra sau mà lại cùi bắp hơn được. Và đây là cái trò chơi Advan 8, iPhone 6 đã vào trước để xem nó có load nhanh hơn không. Xong chưa? Xong rồi, vâng, như vậy là iPhone 6 đã hoàn thành xong tựa game Advan 8, 5S vẫn đang chờ đợi. Và bây giờ thì iPhone 5S mới chuyển sang trò Temple Run 2. Và như lúc này thì cái chiếc iPhone 6 chúng ta đã hoàn thành xong Temple Run 2, và nó đang vào phần setting, sau đó vào phần dinh MP3. Nếu các bạn có hỏi thì tại sao mình lại phải kích hoạt Game Center, tại mình rất ghét iOS là nếu mà không kích hoạt Game Center cứ mỗi lần vào nó hiện lên bắt phải đăng nhập rất là bựa. Và đây là mình đang vào, và iPhone 6 của chúng ta đã hoàn thành bài thi thứ nhất vì khi mà chưa đến 1 phút và nó đang đi đến các phần thi thứ hai, test khả năng chạy đa nhiệm rất nhanh, nhanh hơn nhiều. Và các bạn thấy là sự khác biệt của hai máy ở đây. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề với iPhone 6 là cái phần setting, không hiểu sao mà mình bấm đến 2 lần thì nó mới được. Mình lại test lại đến 3 lần thì đều xảy ra hiện tượng như vậy. Và như vậy iPhone 6 hoàn thành bài thi trong vòng 1 phút 24 giây và iPhone 5S là 1 phút 25 giây, chơi nhau đúng 1 giây mà thôi. Và để kiểm tra kỹ hơn để cho các bạn thấy là cái hiệu năng đa nhiệm thì hai máy hoàn toàn quản lý RAM giống nhau với 1GB RAM. Vậy thì tốc độ A8 và A7 khác hay không thì mình đều vào tựa game Advan 8 và đo khả năng vào game xem cái nào sẽ nhanh hơn. Như vậy áp soát load trước và tích tắc thì chỉ tầm khoảng đúng 1 giây như cái bài test vừa rồi. Và ở đây thì mình cũng có thử với lại cái trình duyệt để xem là hai máy mà cùng load trình duyệt của bên thứ ba. Ở đây mình chọn trình duyệt bên thứ ba để cho các bạn một số bên cứ kêu là không công bằng khi so với Android, thì iPhone 6 cũng có nhỉnh hơn một chút với trình duyệt Dolphin. Như vậy mình hoàn thành xong cái bài so sánh này, và đây chính là câu hỏi bao nhiêu người đặt ra cuối cùng đã có đáp án. Đó là hiệu năng của iPhone 5S và iPhone 6 không chênh lệch quá nhiều. Mình có thể khẳng định nếu ai mà đang quan tâm về iPhone mà chỉ quan tâm đến hiệu năng, ai đang có 5S mà muốn ý định nâng cấp lại iPhone 6 mà muốn biết là cái hiệu năng khác nhau hay không, thì câu trả lời của mình là không. Sự khác biệt là không quá rõ rệt giữa hai chiếc máy này. Ai đang có 5S hoặc ai đang có nhu cầu mua iPhone để chơi game, giải trí thì 5S dư sức có những gì các bạn cần rồi. Đương nhiên là iPhone 6 có rất nhiều điểm hơn iPhone 5S, như là màn hình nó to hơn, đẹp hơn, thời lượng pin của nó tốt hơn, camera của nó ngon hơn. Tuy nhiên thì về thiết kế thì các bạn hãy nhìn lại giữa iPhone 5S và iPhone 6 để cái nào thích hơn. Và đây là một cái bài so sánh chi tiết hiệu năng để các bạn phân biệt và nên lựa chọn máy nào. Các bạn quan tâm về giá bán của iPhone 6 và cũng như iPhone 5S hãy truy cập website di động thông minh.vn. Hiện nay chiếc iPhone 5S mình đang mượn đây là mới 99%. Và tuy nhiên thì các bạn thấy là khi mà so sánh hiệu năng thì nó lại dư sức đáp ứng ngang ngửa với chiếc iPhone 6. Các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.